Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 5 đã cách Quy Nhơn, Bình Định và Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 120 km. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cập nhật tình hình cơn bão này cho biết là bão số 5 có diễn biến di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, cộng thêm khối không khí lạnh dự báo là sẽ gây mưa rất lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Tình trạng ngập úng tại các khu vực mà bão đi qua là nguy cơ hiện hữu. Theo báo cáo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sẽ có mưa rất lớn tại các khu vực, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Lượng mưa dự kiến từ 300 đến 500mm trên một đợt. Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, lượng mưa đạt từ 300 đến 400mm trên một đợt. Riêng Bình Định đến Khánh Hòa, lượng mưa từ 400 đến 600mm trên một đợt. Hiện nay cũng có lượng của Quốc gia thì vịnh Bắc Bộ cùng có chị đến Quảng Ngãi có mạnh cấp 6 và có thể cấp 9. Bộ trưởng các anh chị là đây là một cái tình huống mà tương đối là phức tạp, tương tác rất nhiều cái hình thế thời tiết xảy ra. Cái đợt này của chúng ta phạm vi rất là rộng nên chúng tôi đề nghị thế này, có khả năng sẽ xảy ra cái ngập lụt sâu diện rộng và dài ngày. Và để đảm bảo cái việc này thì chúng ta phải có kế hoạch chỉ đạo cho các địa phương sơ tán dân, sơ tán tài sản và gia súc, nhất là các đại gia súc ra khỏi cái vùng ngập sâu. Còn những cái vùng ngập nông thì chúng ta phải có cái việc bảo vệ tài sản, nhất là lương thực, thực phẩm, rồi kể cả là đảm bảo an toàn cho con người. Và sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, kể cả trên biển và trên đất liền, khu vực miền núi. Sau những cái đợt này thì phải có cái việc mà chuẩn bị khử trùng, khôi phục đời sống sản xuất và môi trường sau bão. Hiện các địa phương như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến nay vẫn còn 557 tàu đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Dự báo sang ngày 1 tháng 11, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Bộ. Vì thế các địa phương cần hết sức đề phòng và có phương án với hiện tượng ngập lụt, sạt lở và lũ quét trên các sông.